Chị thương mến cho tất cả các em, như các em đã biết trong video là 18 ghế ly hạt nữa, chị đã cảm thấy cái bể bơi của chị quá là nhỏ. Và chị có nói với các em là chị sẽ mua một cái bể bơi khác to hơn, lớn hơn, bởi vì dạo này chị đã lớn nhanh hơn rất là nhiều lần. Cho nên hôm nay thực hiện theo phương châm Việt Nam nói là làm, chị đã mua được một cái bể bơi mới. Và chị nghe nói rằng cái bể bơi này to hơn cái bể bơi cũ rất là nhiều. Và đây mới chính là cái bể bơi thực thụ. Bởi vì khi nhảy vào chúng ta có thể bơi như thế này, mà không phải chỉ nằm ra như cái kia đâu. Bởi vì cái bể bơi này lắp ráp khá phức tạp, cho nên hôm nay chị sẽ quay lại quá trình chị lắp ráp chiếc bể bơi này. Tuy nhiên đấy không phải là mục đích chính, mà mục đích chính của video này chính là để chị khoe cái bể bơi này thôi. Bởi vì chị là một người rất là khiêm tốn. Thôi không chần chừ gì nữa, chúng ta khui nó ra nào. Có rất là nhiều đồ các em ạ. Và đây là toàn bộ những chi tiết để lắp ráp chiếc hồ bơi của chúng ta. Ngoài ra chị còn có một cuốn sách hướng dẫn nữa, nhưng chị sẽ tự sáng tạo ra chiếc hồ bơi của riêng mình mà không cần cuốn sách hướng dẫn. Rồi, bây giờ lắp sao đây anh? Chị sẽ mở sách ra các em ạ. Rồi, chúng ta sẽ bơi như thế này. Người lớn thì phải nhìn trẻ em. Chúng ta không được nhảy xuống dưới, cũng không được nhảy ngược như thế này. Chúng ta không được nhảy từ trên cao như thế này. Không được nằm sõng xoài ra như thế này. Không được cầm chân như thế này. Không được nhảy từ trên bàn xuống. Và cũng không được chơi cái tròn tròn này. Chị cũng không biết là cái gì nữa. Nói chung là xong rồi đấy. Chưa. Ồ, trong đây toàn là tiếng Nga thôi em ạ. Vậy là hồ bơi Intex này là của Nga. Ơ, không, có cả tiếng Nhật nữa. Vậy là của Nhật. À, cả tiếng Anh nữa, là của Mỹ. Vào đây. Vào đây lắm hộ em. Chị và anh Tiểu Bảo Bảo đã lắp ráp xong cái hồ bơi của chị. Công việc tiếp theo là đợi cho trời mưa để hồ bơi này đầy nước em ạ. Trời sắp mưa rồi. Ông trời ơi, trời mưa đi. Trời mưa cho con có nước tắm ạ. Thiên địa, thiên linh linh địa linh linh thiên linh. Đang là ông trời đây. Không biết thả bao giờ mới đầy được nước em ạ. Em có thể cho nước lớn lên. Để em phun nước vào cho. À,
xả ra. Wow. Đây giả bộ em phun nước, em phun nước. Cầm. Chị nghĩ rằng với công suất của chiếc vòi này thì chắc chị phải xả đến ngày mai mới đầy nước em ạ. Thôi bây giờ chị vào ngủ đây. Sau một giấc ngủ dài khoảng 2 tiếng đồng hồ thì khi chị tỉnh dậy chị đã thấy nước đầy được em ạ. Mừng quá đi mất, thật may là hôm nay trời không nắng, chị không nhìn thấy một tia ánh nắng nào cả. Thật là thích quá, như thế này thì tắm biển mới sướng em ạ. Chị cũng đã bơm được một cái, đây là cái phao, chị sẽ đặt ở đây. Ồ, chị phải đi tắt nước đã. Sau một hồi vất vả thì bây giờ là lúc chị tận hưởng thành quả của mình. Cho anh chơi với. Chào em. Chạy lắm ạ. Lắm. Chạy lắm. Thôi em, thôi. Đi đây. Chơi với. À đây. Rửa sạch chân tay đi, rửa sạch nha. Ờ, sạch rồi. Anh nằm lên đây, em đẩy anh đi. Chào.
Anh sợ nước không? Sợ thì sợ. Nước có gì đâu mà sợ. Từ từ nhá. Được rồi, bơi được đấy. Khi mà chúng ta đặt đàn cá dưới nước thì chúng sẽ vẫy đuôi và làm cho nó chạy. Quay đây. Anh bằng cái bạn đi làm quay thuyền.